Chào mừng các bạn quay trở lại với các tình huống Excel thực tế, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về các kiểu trộn ô, hay thuật ngữ tiếng Anh sẽ là merge cell. Merge cell chính là hành động chúng ta gộp rất nhiều ô Excel lại thành một ô, thì đó là merge cell. Đó, như ở đây chúng ta đang có rất nhiều Excel và sau khi merge cell thì chúng ta chỉ có một ô dữ liệu thôi, thì đó là merge cell. Vậy thì Excel có các kiểu merge ô như thế nào, merge cell như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này. Thì kiểu đầu tiên chính là kiểu Merge and Center như chúng tôi vừa thực hiện. Chúng ta gộp các cái chúng ta bôi đen các ô chúng ta muốn gộp, sau đó nhấn Merge and Center. Thì Merge and Center sẽ thực hiện việc gộp các ô dữ liệu lại với nhau thành một ô, và căn lề, tự động căn lề cái ô đó sang bên trái. Thì nếu như ô dữ liệu của chúng ta có, tất cả ô dữ liệu chúng ta đều có dữ liệu, thế thì Excel sẽ tự động giữ lại dữ liệu của cái ô đầu tiên chúng ta lựa chọn. Như đây sẽ là ô B5, sẽ là chữ này. Ok, như vậy chúng ta đã thấy rằng Excel đã giữ lại chỉ là một ô, và dữ liệu của cái ô đầu tiên là ô B5, và tự động căn lề sang bên cái nào giữa. Đó chính là chức năng Merge and Center, có nghĩa là trộn ô và tự động căn lề vào giữa. Thì ngoài cái Merge and Center ra thì có cách khác, đó là chúng ta có thể kích vào đây để xem là Merge Cell không thôi, ở cái thứ ba đấy ạ, Merge Cell. Ok, thế thì Excel cũng trộn ô lại, nhưng vì chúng ta không chọn cái chức năng căn giữa mà chỉ merge cell không ấy, thì Excel chỉ tự động gộp tất cả các ô lại thành một và không căn giữa nữa, đúng không ạ? Merge cell and center. Đó. Thế thì để bỏ trộn ô thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta chỉ việc bôi đen tất cả các ô đã vừa trộn, đúng không ạ? Và chúng ta nhấn tiếp vào merge and center. Đó, như vậy thì ô chúng ta cũng đã được bỏ bỏ mất rồi, hoặc chúng ta có thể kích vào và ấn unmerge. Thì cách này thì có vẻ nó lâu la hơn, đúng không ạ? Chúng ta chỉ dùng chức năng là kích luôn vào merge cell này thì nhanh hơn, đúng không ạ? Cái kiểu thứ ba mà tôi muốn nói đến trong Excel có kiểu merge cell nữa, đó là kiểu merge across. Merge across nghĩa là gì ạ? Merge across có nghĩa là nó sẽ merge theo dòng. Nó sẽ merge theo dòng, đúng không ạ? Giả sử như tôi đang cần merge cái dòng này thành mất như này, đúng không ạ? Mất cell như thế này. Đó, mất cell này. Tôi lại mất dòng thứ hai, tôi cũng muốn mất cell, và dòng thứ ba, tôi cũng muốn mất cell, đúng không ạ? Đó. Nếu như có quá nhiều dòng mà tôi làm từng dòng một thì cũng rất là vất vả, đúng không ạ? Thì Excel cung cấp chúng ta cũng cái công cụ merge across. Chúng ta chỉ việc bôi đen tất cả các dòng cần merge cell lại, đúng không ạ? Sau đó chọn merge across. Đó, như bạn có thấy chưa ạ? Excel đã merge cho chúng ta từng dòng lại, từng dòng, đúng không ạ? Chứ không gộp lại thành một ô nữa. Nếu chúng ta không chọn merge across mà bôi cả vùng như thế này mà chấn chọn merge and center thì bạn biết điều gì xảy ra, đúng không ạ? Nó sẽ gộp tất cả vùng dữ liệu lại thành một ô và giữ lại dữ liệu của cái ô đầu tiên chính là chữ ngày, đúng không ạ? Merge and center. Ok, như vậy nó đã giữ lại chữ ngày và tự động căn lề vào giữa. Và đây không phải là điều mà tôi mong muốn, đúng không ạ? Tôi mong muốn phải là merge across là như thế này, đúng không ạ? Đó là kiểu merge cell mà Excel cung cấp cho chúng ta. Thì merge cell là cái công cụ khá là được hay dùng trong Excel, và đặc biệt là sử dụng trong các báo cáo của Excel. Chúc bạn thành công với kỹ năng merge cell ở trong Excel. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.